Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, ngày 31 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 9, thảo luận tham gia ý kiến vào báo cáo tổng kết thực hiện kết luận số 85 ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2010-2015 và một số chủ trương phát triển tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022 của tỉnh ủy. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 với số lượng người mắc trên địa bàn tỉnh tăng nhanh trong thời gian gần đây, nhằm chủ động đáp ứng với vấn đề sức khỏe mới phát sinh do đại dịch COVID-19 gây ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã triển khai và đưa vào hoạt động phòng khám tư vấn điều trị hậu COVID-19. Ban Quản lý Di tích Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Viện Khảo Cổ học tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật lần thứ nhất hang Thẩm Tâu, xã Pa Ham, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên năm 2022. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 9. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, việc thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo sẽ quyết định đến sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng trong năm 2022 và trong cả giai đoạn 2021-2025. Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung, báo cáo tổng kết thực hiện kết luận số 85 KLTVK của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2010-2015 và một số chủ trương phát triển tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020. Tại hội nghị chỉ rõ, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Liên quan đến nội dung báo cáo, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích một số kết quả đạt được, đồng thời tham gia ý kiến về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và một số nội dung liên quan đến chỉ tiêu về y tế, thu chi ngân sách. Đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 của tỉnh ủy cho thấy, trước những khó khăn do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, biến động tăng giá cả hàng hóa ở một số mặt hàng thiết yếu, nhưng tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, gồm tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần trong không khí vui tươi, an toàn, tiết kiệm gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV tổ chức thành công lễ khởi công dự án đầu tư nâng cấp mở rộng cảng hàng không Điện Biên, phối hợp với Công ty cổ phần Vincom Retail, tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công dự án trung tâm thương mại và nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức thành công lễ hội hoa ban năm 2022, tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phó các sở ngành, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch. Đồng thời, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đối với báo cáo này, các đại biểu tham gia một số ý kiến như khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc phát triển dự án cây mắc ca vẫn còn vướng mắc ở một số địa phương, cần sớm được tháo gỡ. Tình hình triển khai một số dự án trọng điểm. Ngoài ra, các ý kiến cũng tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, y tế, giáo dục. Hội nghị lần này, các đại biểu đã bầu bổ sung đồng chí Trần Thanh Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 44/44, đạt tỷ lệ 100% đại biểu có mặt dự hội nghị. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, đối với báo cáo tổng kết thực hiện kết luận số 85 KLTVK ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ Chính trị, hội nghị cơ bản thống nhất những quan điểm phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu được nêu trong dự thảo.
Trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia để hoàn thiện và xin ý kiến tham gia của Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét cho chủ trương định hướng phát triển tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tới. Về nội dung phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung cao độ, nỗ lực tối đa thực hiện các mục tiêu, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Các cấp các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương về tài chính ngân sách nhà nước, rà soát các dư địa phát triển để tập trung nguồn lực thực hiện, khơi thông điểm nghẽn xử lý nhanh, dứt điểm những vướng mắc tồn tại trong lĩnh vực ngành địa phương mình phụ trách, tập trung hỗ trợ phục hồi các hoạt động trong các lĩnh vực như dịch vụ, du lịch, vận tải trên địa bàn tỉnh. Tập trung hoàn thành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án đầu tư công, các dự án trọng điểm, nhất là các dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên, xây dựng các cơ quan hành chính tại khu và trung tâm hành chính và chính trị của tỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, tổ chức thành công lễ khánh thành công trình đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục bám sát các định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong thời gian qua, kiên trì quyết tâm quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời chủ động sáng tạo có những giải pháp đột phá sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Sáng nay, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Sự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Chu Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong 7 năm qua, từ khi có quy chế phối hợp, công tác phối hợp giữa 4 cơ quan đã được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, thượng tôn pháp luật và đúng quy định của Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực, khắc phục tình trạng quyền anh, quyền tôi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan và nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan đã tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cơ quan có thẩm quyền nhiều chủ trương chính sách pháp luật trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham mưu cơ chế cách làm sáng tạo, thiết thực hiệu quả, đề xuất quan điểm, nguyên tắc xử lý, cơ chế phối hợp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phát hiện, xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực và trong chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, đảm bảo đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, các cơ quan đã chỉ đạo xử lý nhiều vụ án vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thường xuyên phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp ủy tổ chức đảng trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa 4 cơ quan. Đồng chí đề nghị thời gian tới, 4 cơ quan cần tăng cường công tác phối hợp nghiên cứu, tham mưu đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban chỉ đạo trung ương về chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Chủ động phối hợp dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các vấn đề phức tạp, nổi lên, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, tổ chức tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, giải quyết cơ bản tình trạng tập trung khiếu kiện đông người, không để phát sinh điểm nóng, bị động bất ngờ, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá Đảng, nhà nước. Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2022, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Đại diện các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối đã tham gia hội nghị.
Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy khối đã quán triệt triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đợt sinh hoạt chính trị xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. Theo đó, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu, cần nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác, tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung trọng tâm, đột phá và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nổi cộm ở cơ quan đơn vị. Các đại biểu tham gia hội nghị đã được báo cáo viên triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Nội dung chính của chuyên đề đã được truyền tải một cách sâu sắc, xúc tích, sinh động, gắn với thực tiễn cuộc sống đang diễn ra trong từng lĩnh vực việc làm. Mỗi nội dung trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được báo cáo viên phân tích sâu sắc, gắn với thực tiễn công tác, để mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần nêu gương và phấn đấu xây dựng cơ quan đơn vị địa phương mình ngày càng vững mạnh. Hôm nay 31 tháng 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên Đông, tham gia ý kiến vào dự thảo đề xuất các phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện, tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, định hướng giải pháp và phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được quy hoạch. Huyện Điện Biên Đông thuộc vùng kinh tế số 1, bao gồm thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông và huyện Mường Ảng, là vùng nằm dọc theo trục động lực gắn với hành lang phát triển quốc lộ 12 và quốc lộ 279. Đồng thời với các đặc trưng về địa hình là lợi thế cho việc tổ chức không gian theo chiều đứng, với các điểm nhấn, điểm nhìn, tạo cảnh quan và sự đa dạng của cấu trúc đô thị. Thời kỳ 2021-2030 về định hướng phát triển giao thông, tiếp tục đầu tư nâng cấp cải tạo tuyến quốc lộ 2 đi qua địa bàn huyện nhằm nâng cao tính kết nối giao thông đối ngoại với các khu vực lân cận, tiếp tục mở rộng quy mô, cấp đường quốc lộ và các tuyến đường tỉnh theo định hướng quy hoạch, tập trung phát triển thị trấn Điện Biên Đông đạt cấp đô thị loại 5. Về kinh tế, tiếp tục lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng, phát triển du lịch dịch vụ làm mũi nhọn, đồng thời xây dựng một cụm công nghiệp với diện tích khoảng 20 ha tại xã Mường Luân. Chủ đạo là khai thác khoáng sản xây dựng, chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp, khai thác tối đa các lợi thế, điều kiện tự nhiên để phát triển năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào định hướng, phương án phát triển và tổ chức không gian, kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh. Đề xuất nhiều giải pháp nguồn lực thực hiện cũng như phương án xử lý các mâu thuẫn chồng chéo của các quy hoạch để phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển của huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sáng nay, Ban Quản lý Di tích, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Viện Khảo Cổ học tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật lần thứ nhất hang Thẩm Tâu, xã Pa Ham, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên năm 2022. Năm 2022, thực hiện kế hoạch số 1392 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc kiểm kê khảo sát di tích trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Di tích tỉnh đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các địa điểm có dấu hiệu di tích tại huyện Mường Trà và phát hiện một địa điểm có dấu hiệu của người tiền sử. Nhận định ban đầu đây là nơi cư trú của người tiền sử thời hậu kỳ đá cũ tới sơ kỳ đá mới, có niên đại cách ngày nay khoảng từ 10.000 đến 15.000 năm. Theo đó, từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3, Ban Quản lý Di tích đã phối hợp với Viện Khảo Cổ học, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mường Trà triển khai công tác khai quật hang Thẩm Tâu tại xã Pa Ham, huyện Mường Trà. Kết quả cuộc khai quật hang Thẩm Tâu lần thứ nhất đã thu được số lượng hiện vật có sự đa dạng về loại hình. Trong đó, nhóm hiện vật đồ đá phát hiện được là trên 2.000 tiêu bản. Loại hình đồ đá bao gồm mảnh tước, mảnh tách, công cụ mảnh, công cụ hóa đá, thổ hoàng, diêu mài lưỡi và một số hiện vật không xác định. Loại hình đồ gốm có 130 mảnh. Qua các hiện vật được khai quật, bước đầu xác định hang Thẩm Tâu là nơi cư trú của nhóm dân cư chuộng đồ đá nhưng đã biết chế tạo và sử dụng đồ gốm có thể cách ngày nay khoảng từ 3.000 đến 3.500 năm. Sau khi nghe báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ tại hang Thẩm Tâu, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề, hoàn thiện hồ sơ khoa học, bảo quản hiện vật, bảo tồn di chỉ.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 với số lượng người mắc trên địa bàn tỉnh tăng nhanh trong thời gian gần đây, nhằm chủ động đáp ứng với vấn đề sức khỏe mới phát sinh do đại dịch COVID-19 gây ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã triển khai và đưa vào hoạt động phòng khám tư vấn điều trị hậu COVID-19. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ông Dương Minh Trũng ở tổ 20, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, hôm nay đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên khám bệnh và nhờ bác sĩ tư vấn. Bởi sau hơn 20 ngày khỏi bệnh COVID-19, ông vẫn có nhiều triệu chứng dai dẳng. Nó khỏi rồi thì nó vẫn cứ xong, nó là hiện tượng là nó gây ra mệt. Mệt nó đau khắp cả cái thân thể. Xương cốt là nó đau hết. Nó mỏi. Thế này đầu thì nó cũng hơi váng và bắt đầu là ho. Nó hiện tượng là ho này. Cứ ho mà đêm ngủ cứ đờm, cứ phải cối cao này. Cứ phải ngậm viên ngậm vào thì nó mới đỡ ho. Phòng khám tư vấn điều trị hậu COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên mỗi ngày tiếp nhận hàng chục bệnh nhân đến thăm khám và lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Mặc dù chưa có trường hợp nào phải nhập viện điều trị, tuy nhiên các triệu chứng COVID-19 kéo dài thường rất đa dạng và dễ gặp phải ở nhiều bệnh nhân sau khỏi bệnh. Mất ngủ, đi lại có cảm giác hụt hơi hoặc là ho kéo dài. Đấy là những cái triệu chứng thường gặp ở những cái bệnh nhân hậu COVID và đến khám nhiều nhất. Và chúng tôi thấy rằng là không có bệnh nhân nào phải nhập viện vì những cái triệu chứng đấy và đa phần là được kê đơn về nhà. Và theo nắm bắt thì bệnh nhân tương đối là ổn định sau khi được kê đơn tại bệnh viện tỉnh. Các vấn đề liên quan đến triệu chứng COVID-19 kéo dài hay mọi người thường gọi là hậu COVID-19 đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Vào tháng 10 năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra định nghĩa chính thức đầu tiên về hội chứng hậu COVID-19. Đến nay, giới khoa học và y tế đã tìm ra hơn 200 triệu chứng liên quan đến hậu COVID-19. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, không phải người bệnh nào cũng gặp phải hội chứng hậu COVID-19. Cái khái niệm về hậu COVID thì đã được các nhà khoa học trên thế giới như tại Việt Nam chúng ta thảo luận rất nhiều và đưa ra một cái khái niệm chung, đó là những trường hợp sau khi khỏi bệnh trong vòng 3 tháng và có những triệu chứng kéo dài 2 tháng mà không thể giải thích, không thể chẩn đoán được bằng những cái bệnh khác thay thế thì mới được là sắp xếp vào nhóm hội chứng hậu COVID. Nhằm chủ động đáp ứng với vấn đề sức khỏe mới phát sinh do đại dịch COVID-19 gây ra và phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đưa vào hoạt động phòng khám tư vấn điều trị hậu COVID-19 từ ngày 21 tháng 3 năm 2022. Tại đây, sau khi thực hiện thăm khám sàng lọc và phân loại bệnh lý của những người có biểu hiện bệnh lý hậu COVID-19, tùy theo tình trạng người bệnh, các bác sĩ sẽ đưa ra những tư vấn hoặc phác đồ điều trị phù hợp. Chúng tôi đã triển khai cái phòng khám để tư vấn cho người dân khi đến khám và điều trị, cũng như là có mong muốn hiểu biết được tư vấn về hậu COVID, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cử các cán bộ thuộc nhiều chuyên khoa để tham gia đào tạo và sẵn sàng là khi bệnh nhân đến khám, tất cả các bốc khám chuyên khoa đều khi có vấn đề thì đều được các bác sĩ tư vấn tận tình và cụ thể. Thực tế cho thấy không chỉ có điều trị COVID-19 mà những vấn đề về hậu COVID-19 gây ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài của người bệnh cũng đang rất cần được quan tâm. Để phát hiện sớm tình trạng này, sau khi khỏi bệnh từ 2 đến 4 tuần, người dân nên chủ động theo dõi sức khỏe của bản thân. Nếu gặp các triệu chứng của hội chứng hậu COVID-19, không nên quá lo lắng và cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám, hướng dẫn điều trị phù hợp. Chương trình tiếp tục với các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chính quyền các cấp đã tập trung thực hiện hiệu quả các tiểu dự án thuộc chương trình 30A, cải thiện đời sống, tăng thu nhập, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 3,6% trên năm. Cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Chính quyền các huyện thụ hưởng chương trình 30A đã tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao dân trí, đào tạo cán bộ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Qua đó đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong công tác xóa đói giảm nghèo, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế. Từ năm 2016 đến nay, các huyện 30A đã được phân bổ trên 900 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên đã đầu tư xây dựng 126 công trình, trong đó 62 công trình giao thông, 13 công trình thủy lợi, 8 công trình nước sinh hoạt, 7 công trình trường học.
Bên cạnh đó, một trong các nội dung được các huyện Bamia chú trọng là hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương giảm theo từng năm. Nếu như thời điểm bắt đầu thực hiện nghị quyết Bamia, tổng số hộ nghèo các huyện Bamia gần 20.000 hộ, chiếm 57,5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020. Đến nay giảm còn hơn 50% theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã đón học sinh quay trở lại học trực tiếp. Cùng với việc hoàn thành đúng tiến độ, một nhiệm vụ quan trọng ở thời điểm này được các trường chú trọng đó là đẩy mạnh chương trình ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh lớp 12. Phản ánh của phóng viên thời sự. Là một trong số những trường trung học phổ thông có số học sinh lớp 12 đông nhất tỉnh, trường trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ đã có kế hoạch ôn thi tốt nghiệp ngay từ đầu năm. Bám sát theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này, nhà trường đang lên kế hoạch ôn thi theo chuyên đề và tổ chức thi thử để học sinh tự tin khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm 2022. Vì chúng tôi hiểu rằng là cái kết quả đào tạo của nhà trường được thể hiện bằng kết quả thi tốt nghiệp và kết quả vào các trường đại học cao đẳng. Đấy là cái con số rất là cụ thể. Vậy thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập ôn thi tốt nghiệp cũng như là phân công cán bộ giáo viên ôn thi để đảm bảo rằng những nhóm giáo viên được ôn thi là những giáo viên có trình độ tốt nhất. Ngoài ra, tôi cũng đã chia ra các giai đoạn ôn tập để đảm bảo rằng là học đến đâu thì ôn đến đó để cho nó chắc kiến thức. Và ngoài ra thì chúng tôi mở rộng ra các chuyên đề để đảm bảo rằng là những học sinh khá giỏi, các em có thể đáp ứng được đúng yêu cầu của mình là có thể có được kiến thức cao hơn. Cùng với việc ôn thi kiến thức, nhà trường và các giáo viên cũng đã tổ chức tư vấn tâm lý, định hướng ngành nghề cho học sinh. Trong quá trình hoạt động tập thể, ví dụ như hoạt động hướng nghiệp ngoài giờ đến lớp, rồi là trong những tiết sinh hoạt lớp, kể cả trong một số những tiết học chuyên môn thì các thầy cô giáo luôn luôn tích hợp để định hướng cho học sinh. Để thứ nhất là các em biết phát triển cái năng lực của mình, biết phát triển tư duy và chọn nghề cho nó phù hợp với lại cái khả năng năng lực của chính bản thân mình. Không chỉ trường trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh cũng đang tăng tốc chương trình ôn thi tốt nghiệp cho học sinh. Trong đó, chú trọng phân nhóm đối tượng học sinh theo tổ hợp ôn thi để tổ chức ôn tập hiệu quả. Chúng tôi đã vẫn cứ bám vào cái kế hoạch xây dựng ngay từ đầu năm và tiếp tục ôn thi cho các em trực tiếp ở trên lớp. Rồi dự kiến là sẽ có thể là những cái dịch bệnh bùng phát thì chúng tôi cũng sẽ đã có những cái thời điểm là chúng tôi đã trực tiếp giảng dạy online cho các em. Để công tác ôn tập cho học sinh khối lớp 12 đạt hiệu quả, trong thời gian tới các trường sẽ tích cực hoàn thành chương trình chính khóa lớp 12 vừa tăng tốc trong ôn thi tốt nghiệp, tranh thủ thời gian dạy học trực tiếp, ưu tiên tốt nhất để học sinh khối lớp 12 hoàn thành chương trình sớm và tổ chức ôn tập, đồng thời chủ động phương án ôn thi trực tuyến cho học sinh khi các em nhiễm COVID-19 phải nghỉ học để điều trị. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn đừng quên là có thể theo dõi lại các chương trình của đài chúng tôi tại địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.